Có cái bài kiểm của sư cô Liên Bình. Dạ. Cổ có nộp bài sau khi sửa bài xong. Nay chúng ta tiếp tục qua cái phần và nghiên cứu về thiền Vipassana mà chư tăng chư ni biết á, sáng nay sư có được duyên lành làm việc với ông viện chủ cũng như là trưởng ban ở trường hạ của khóa an cư kiết hạ tại nơi chúng ta, nơi chùa Việt Nam chúng ta năm nay thì ôn cho sư biết á, là thời gian giờ chúng ta đã hết rồi, do đó chỉ còn có bữa nay ngày mai và thứ năm á, coi như là chúng ta mãn khóa của Vipassana, thứ sáu coi như chúng ta không có điều kiện để mà chúng ta thực tập hay là nghiên cứu được nữa, vì thứ sáu là chúng ta phải làm lễ tự tứ trong trong cái về cái phần giới luật của người xuất gia, rồi chiều thì chúng ta có cái sinh hoạt khác rồi, do đó đó chúng ta chấm dứt là ngày thứ năm. Giờ này là chúng ta phải bây giờ là những cái gì mà hả giờ không có hỏi, không phải bây giờ những cái gì mà sư có là sư phải tung ra hết cho các cái chư tăng này, không có giấu lại nữa, giấu nó là không kịp rồi, bây giờ phải đưa ra hết. Bên này là sư xin rằng là chư tăng chư ni cùng nhau mình làm cái bản đồ, chúng ta phải làm nhiều cái bản đồ lắm để mà chúng ta kết hợp lại, chúng ta mới làm cho nó ra kịp, còn nếu không á thì chúng ta sẽ khó mà chúng ta nắm được cái đại cương của thiền Vipassana trong trong năm nay, chúng ta làm việc không không kịp. Do đó đó thì ta đầu tiên á là chúng ta đi qua hai phần. Bên này á là quý chư tăng chư ni chúng ta phải làm được hai phần. Phần thứ nhất á là cái phần mà gọi là chúng ta gọi là phần lý thuyết, chúng ta phải ghi cái phần lý thuyết cho nó đi, ghi phần lý thuyết đó cho nó đầy đủ xong xuôi rồi đó chúng ta mới qua cái phần mà thực hành. Chúng ta qua phần thực hành, bữa nay chúng ta cũng phải đi qua cái phần thực hành. Và sư cũng xin trả lời lại là nếu các quý chư tăng chư ni mà chúng ta có cần thêm nhiều cái chi tiết về cái phần mà thiền Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ này á, thì xin hoan hỷ liên lạc với sư qua cái email mà sư có cho chư tăng chư ni một số vị có biết rồi đó, nên hoan hỷ truyền với nhau cho biết, đúng không? Để mà chúng ta liên lạc với nhau thì sư sẽ gửi rất nhiều tài liệu cho chư tăng chư ni đầy đầy đủ hết à, gửi chư tăng chư ni thôi, không có gửi Phật tử đâu. Cái này ngồi ngồi đằng sau nghe tức nha, Phật 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 tử đằng sau nghe tức rồi đó. Rồi chúng ta sẽ được sư gửi, nó có hai thể loại, tức là một loại thể loại đó là tiếng Việt Nam không, và một thể loại thứ hai nữa là tiếng Anh và tiếng Việt, là gọi là bilingual đó. Sư sư sẽ làm mà song ngữ cho các quý tăng chư ni phải phải đọc mấy cái đó, chẳng hạn như đó là cái câu hỏi của một cô ni rồi một vị sư cô hỏi sư đó là thiền Vipassana này hay là thiền tứ niệm xứ này nó có áp dụng trong đời sống hàng ngày không, thì sư có cái bài đó mà sư có gửi qua cho cô Liễu Duyên trước khi về đây nè, thì sư nghĩ rằng cô Liễu Duyên sẽ in ra cho qua bên cho thượng tọa chức sự là thượng tọa Nguyên Đạt đó để in ra cho chư tăng chư ni, nhưng mà mãi hôm nay sư không thấy. Đó, cái đó là những cái trục trặc về kỹ thuật của bên phía đối tác chứ không phải bên sư. Sư đưa hết ra, sư đưa tài liệu về tứ niệm xứ rồi pháp hành rồi xong xuôi là tài liệu mà chư tăng chư ni phải biết, đó là tứ niệm xứ áp dụng trong đời sống hàng ngày của ngài Gunaratana. Ngài ngài Gunaratana đó là ngài Gunaratana mà người 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 Tích Lan, người này ngài là người Tích Lan thì ta thường gọi là ngài là Phành Tê, mà gọi cái tên đầu của ngài là Phành Tê Chi, Phành Tê Chi tên của ngài ta là Gunaratana, tức là chữ ná tức là ăn đức rồi Ratana là tam bảo đó hay là bảo do, thì ngài có thể nói là đức bảo hay là bảo đức đó, hay là bụ đức, thành ra đó đó ngài có ra một cái quyển sách mà bằng tiếng Anh và được dịch ra rồi ra tiếng Việt rồi xong rồi, cái sư đã phổ biến rất là rộng rãi là tứ niệm xứ áp dụng trong đời sống hàng ngày. Như ta tới bệnh viện trong khi ta đợi mà tới cái phiên của ta appointment ta chưa có vô, người ta ngồi ngoài đợi áp dụng tứ niệm xứ liền, ta lên xe lửa trong khi
từ 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 tiểu bang này qua tiểu bang kia, trên đường ta đi ta ngồi áp dụng tiếng niệm xứ liền, đâu cũng dùng được hết á. Lên máy bay chúng ta chưa bay, chúng ta đang ở trong cái chỗ boarding chứ mà chưa có vô, thì ta ngồi đó đợi ta có thể hành tiếng niệm xứ được liền à. Thì cái bài đó đó mổ xẻ chi tiết lắm và đầy đủ ý nghĩa lắm và cần thiết lắm. Nhờ đó đó chư tăng Vinny liên lạc trở lại với sư, cho cái mail đi, rồi sư cho cái móc lại. Mail thì phải có móc lại chứ không móc nó gớt luôn à, phải không? Rồi chưa, rồi cái sư mới đưa bài ra cho chư tăng Vinny đọc nghe, kịp không? Chứ bây giờ không còn cách nào hơn đó, học cái đó là gọi là học hành thụ thôi, được chưa? Chứ bây giờ không kịp, hết thời gian rồi, được chưa? Đó, ta liên lạc với nhau, rồi chúng ta liên lạc, rồi chúng ta kịp. Rồi, chư tăng Vinny, bữa nay chúng ta vẽ một cái bản đồ, chúng ta vẽ một cái bản đồ hết sức là đơn giản, mà chúng ta làm cái khung đó, mà chúng ta phải biết cái này gọi là cái khung, gọi là khung giáo án, à, khung này khung là giáo án thiền quán, mà chúng ta phải biết làm cái điều đó. Nếu như mà chúng ta không có cái giáo án thiền quán này là chúng ta đi giảng dạy cho người khác hay chính mình nương tạo đó, hay là đi giảng dạy cho người khác cần nương vào cái đó, thì chúng ta phải biết cái phương án để giải quyết được. Thì đầu tiên chúng ta đã biết không mà, tức là tứ niệm xứ dựa trên căn bản của bài kinh tứ niệm xứ, nó nằm ở đâu? Nằm ở trường bộ kinh và trung bộ kinh. Ở trường bộ kinh á thì gọi là đại niệm xứ, kinh đại niệm xứ Maha Satipatthana, nhưng mà qua trung bộ kinh á thì nó gọi là Satipatthana thôi, nó bỏ chữ đại. Thì cái bài kinh đó hiện tại là chư tăng Chini đã có, hồi năm ngoái sư có đem xuống cho chư tăng Chini hồi năm ngoái cái giáo án trường bộ kinh, trong đó có. Và cái thứ hai nữa là năm nay sư có đem xuống cho chư tăng Chini cái giáo án trung bộ kinh, bài kinh thứ 10 là bài kinh niệm xứ. Là đó đó là cái bài kinh nó dựa trên căn bản của thiền, ta gọi là chỉ nghiệp xứ. Cái thiền đó ta gọi là chỉ nghiệp xứ, chứ ta nói thiền quán chưa đủ, nó đúng ra là Vipassana Kammathana, ta gọi là chỉ nghiệp xứ, rồi chưa? Rồi khi ta nói tới đó đó, chúng ta có một cái giáo án để chúng ta lập ra, thì chúng ta phải nói định nghĩa về niệm. Rồi định nghĩa về niệm đó thì hai ngày trước đó, ba ngày trước sư có định nghĩa cho chư tăng Chini rồi, nó có bốn ý nghĩa đúng không? Đó là giáo án, chúng ta phải có một cái căn bản gì đó nương nặng định nghĩa về niệm, thì mình giải thích được chữ niệm này nè, đó, giải thích được chữ niệm để rồi quán nghiệp xứ. Rồi cái đó quán nghiệp xứ, nguyên chư tăng này sửa lại giùm sư, xin lỗi. Rồi, và niệm, rồi sau đó đó thì niệm nó có bốn ý nghĩa: trạng thái, phận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết. Chư tăng Vinny còn nhớ không? Nhớ trong tập trang 17 hàng số 26, nhớ chưa? Lỡ là lại thưa có phải đúng không? Không có mai trả lời hết rồi, nhớ chưa? Rồi chúng ta nhớ trạng thái, phận sự thành tựu và nhân cần thiết. Rồi tứ niệm xứ chúng ta nói nó có bốn phải không nè, chúng ta cắt nó làm bốn, cái tờ giấy người ta chia làm hai, rồi mỗi một cái chia hai nữa là chúng ta ra được bốn, hiểu chưa? Rồi chia hai bốn như vậy đó, chúng ta có một cái hàng ngang qua để cho nó ngắm ra. Chúng ta đây ta biết là gì? Thân tùy quán phải không nè, chúng ta đừng có để thân tùy ý nữa ha. Không biết ai để thân tùy ý nghe phát ớn à, không sao. Thọ tùy quán, rồi tâm tùy quán, rồi và pháp tùy quán. Bữa nay chúng ta bỏ vô hết, ta lấy được cái giáo án của lý thuyết này, phần lý thuyết này. Rồi thân tùy quán chúng ta có 6 phần đúng không? Nhưng mà trước khi ta nói về thân á, ta định nghĩa thân trước, định nghĩa về thân. Chúng ta làm cái gì á phải rõ ra, định nghĩa về thân là sắc pháp thường hay hoại diệt, ta gọi là sắc pháp hay hoại diệt. Rồi chúng ta ghi như vậy đó, nghe chưa? Định nghĩa về thân nó là sắc pháp thì nó đồng nghĩa với chữ hoại diệt, à, chúng ta biết gì đó. Ở đằng sau các quý Phật tử thấy không? Đằng sau quý tử không thấy hả?
sư còn không thấy nữa, sao quý Phật tử thấy? À, sư viết xong rồi sư còn không thấy mình nữa đó, thấy chưa? Rồi bây giờ sư không biết làm sao mà sư đáp ứng vừa lòng cho các quý Phật tử được. À, tại vì bản nó có nhiêu đây thôi, còn bằng sứ dây nữa mà nếu mà viết đủ hết không có đủ chỗ bản. À, quý Phật tử quan hỷ dùm cho sư ha. Sư đọc vừa nghe. Định nghĩa về thân, thân tức nghĩa là sắc pháp, sắc pháp đồng nghĩa với sự hoại diệt, nó luôn luôn hoại diệt, nó không có tồn tại lâu dài được, được chưa? Rồi cái đó là một la mã đúng không? Đó, chúng ta một la mã, qua một la mã người ta qua hai la mã, ta học ta theo thứ tự đó, có giáo án gì đó. Thứ hai la mã là chúng ta phân tích của phân tiền tiền quán, phân tích của thân tiền quán nó có mấy, nó có sáu phần đúng không? Chúng ta nhớ như vậy, nó có sáu phần. Phần thứ nhất là chúng ta đi theo dõi về hơi thở đó, chúng ta biết rồi, hơi thở vô ra dài ngắn nhanh chậm chúng ta theo dõi rồi. Cái phần thứ hai là chúng ta theo dõi về tứ đại, đất nước lửa gió. Phần thứ ba là chúng ta theo dõi về tứ quay nghi, là đi đứng nằm ngồi tứ quay nghi. Phần thứ tư là chúng ta luôn luôn biết mình, được chưa? Luôn luôn phải biết mình. À, đứng ta biết đứng, đi ta đi, ăn ta biết ăn, nhai ta biết nhai, uống nước ta biết uống nước, lúc nào ta cũng phải biết, luôn luôn cái tỉnh giác đó. Rồi thứ năm là chúng ta theo dõi về bất tịnh, mà bây giờ là không còn nữa, là quán về các tử thi. Hồi xưa kia có pháp môn đó, hồi xưa có pháp môn về pháp quán tử thi, nay hết rồi, chỉ còn một vài nơi nhưng mà ít phổ biến lắm. À, tôi gọi là quán tử thi, quán bất tịnh. Và thứ sáu chúng ta theo dõi về các loại gió ở trong cơ thể của ta. Thì hai cái phần này chúng ta chặn ngang lại, chứ tăng chứ ni chặn ngang lại là vì sao? Ít phổ biến, chúng ta tập trung bốn cái phần trên thôi, để chúng ta cô động chừng nào thắng chừng nấy. Chứ tăng chứ ni biết thắng nước cốt dừa không? Sư đố chứ tăng chứ ni biết nấu thắng nước cốt dừa đó. Đố sư ha, chuyện nhỏ. Rồi chúng ta dắt cái nước cốt dừa ra, đúng không nào? Rồi xong xuôi cái ta bỏ trên chảo, cái ta để lửa riu, nếu là lửa lớn quá nó sôi bục bục lên không ngon, chúng ta để lửa riu, cái nó sên là nhỏ, nó sắc kẹo lại, phải không nè? Sắc kẹo lại cái ta là nước cốt dừa đó. Đó thì bây giờ đó, cái này là sáu là nước nguyên, bắt đầu ta để lửa riu lại nó thô, lại còn có bốn phần thôi, được chưa? Lấy bốn phần chúng ta xài đủ rồi, còn hai phần kia cho nó bốc hơi nó đi, phải không? Nước nó bốc hơi nó cô động lại còn nước cốt dừa, chứ còn không ta gọi là nước dừa loãng, được chưa? Rồi đó. Giờ xin nghe. Nhìn thấy trước mặt xác chết thì thú lên. Thôi đừng ngoán người mình thấy ghê lắm, đừng có quán mình đó. Quán ngoài nhìn giờ bây giờ hết rồi. Hồi xưa ta gọi là quán bất tịnh đó, là quán tử thi. Còn nếu như mà các quý sư tăng ni còn quán cái kia đó là quán 32 thể trược. Quán 32 thể trược đó, tóc lông móng gành già, tim mật mang ngực, nước mũi nước mẹ, nước miếng chảy ra đó, cái đó là 32 thể trược đó. Giờ chúng ta đâu có dám quán cái đó nữa. Quán đó ta xỉu liền. Nghe chưa? Chúng ta làm bốn cái này thôi nha. Thì cái đó là chúng ta cô động lại, chứ còn nếu mà ta theo dõi 32 thể trược nó nhiều vô cùng đi. Nha. Ta đem ra 32 thể trược ta để trên bàn, ta không dám nhìn luôn. Ở trên New York nó có một cái chỗ là nó khuyến khích cho tất cả người hiểu và không hiểu đều được tới coi tử thi, nó đem để ra ngoài trên bàn vậy đó. Người Mỹ họ để sẵn ra. Rồi cái mình muốn coi cái tim nó nằm đâu, nó góc ra, nó lấy cái tim để ra cho coi. Những cái xác chết mà là không thừa nhận mà được đem áp dụng ngành y khoa và hôm nay phục vụ cho khoa học và xã hội, do đó người ta tới người ta quan sát nó dữ lắm. Và sư cũng được có một vài vị mời sư đi lên coi để nghiên cứu, nhưng mà sư nói sư không đi được, lý do là sư nói sư bận, chứ thiệt ra sư gặp sư xỉu liền. Do đó nó nghe hay chứ thiệt ra không dám đi, nghe chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thọ tì quán. Thọ tì quán ta cũng đi vậy. Định nghĩa về thọ chúng ta có bốn, đúng không? Là định nghĩa về thọ có bốn. Thứ nhất là gì? Trạng thái, phận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết. Chúng ta qua cái đó, định nghĩa về thọ có bốn, nghe chưa? Rồi chúng ta qua phần hai la mã là phân tích, phân tích,
phần phân tích chúng ta đi ra như vậy đó. Phần phân tích thì có hai, phải không nào? Thọ có hai, thứ nhất là gì? Thọ về thân và thọ về tâm, đúng không? Chúng ta nhớ không? Rồi thứ hai, rồi cái ba, cái phần thứ hai là thọ về thân, chúng ta có ba, đúng không? Thọ thân ta có ba, rồi chưa? Thọ thân có ba là khổ, lạc, xả, rồi chưa? Thọ tâm có ba, rồi chưa? Là hỷ, ô, xả, rồi chưa? Rồi, sau đó là chúng ta thọ tùy quán, chúng ta theo dõi cái thọ tùy quán này nó sanh như thế nào, rồi nó thay đổi như thế nào, diệt thế nào, đó thì ta gọi là thọ tùy quán. Cái này là chúng ta đã qua 2-3 ngày trước rồi. Còn cái phần định nghĩa về tâm tùy quán này thì chúng ta cũng đi về nè, định nghĩa về tâm. À, bữa nay ta ghi trước đi, rồi chúng ta sư sẽ bổ túc sau. Hồi xưa đó, khi mà sư vô xuất gia đó, thì sư tu học với ngài Tịnh Sự là sư phụ đó, thì ngài hỏi sư một câu mà chư tăng chư ni bữa nay chúng ta nghe rồi chúng ta cùng nhau trả lời giống như sư hay không. Ngài hỏi chứ, ông đến học với tôi, không? Ông đến học với tôi có hai phương cách. Ông trả lời một thôi chứ không được là hai. Tức là ngài đưa ra hai phương cách nhưng mà mình được quyền chọn là có một thôi. Một là ông học phương pháp về cây tre để mà. Hai, ông học phương pháp về cây mít, ông học phương pháp nào? Ngài hỏi vậy đó, không có giải thích. Đó, tôi có hai phương pháp tôi dạy ông, phương pháp về cây tre, phương pháp về cây mít. Ông học phương pháp nào? Cái sư nói bạch ngài, con học phương pháp cây tre. Sư nói vậy đó, bạch ngài, con học phương pháp cây tre. Cái này là đúng, đừng có học phương pháp cây mít, không có học cây mít. Tại vì sao? Cây tre đó nó phúng cái thân nó lên trước, phúng lên trước sao nó bỏ tán ra sao. Còn cái mít đó, nó đi lùng 3 năm sau nó lùng. Rồi 4 năm sau nó cũng dừng lùng. Nó chẳng còn nằm dưới đây à. Nó xây tán hoài, nó xây ghét, nó lùng thùng quá à. Cái mình búng lên cao đi, mình tỏ tán lên cao, cái mình ngó xuống dưới. Thì sau đó đó mình mà bổ túc tán sao. Cái tre nó đất nào lúc nào nó cũng vậy, nó đầm út lên cao. Cái bắt đầu nó tỏ tán ra từ từ. Rồi tới khi nó tỏ tán được rồi đó, nó bò ra đây. Nó có hai loại tre, running và climbing. Tức là loại mà tre mà nó bò nó qua tới nhà bên kia luôn. À, còn mà climbing á thì nó nằm nó bụi thôi. Mình làm luôn hai loại luôn. Mình lò qua bên kia luôn. Lò qua bên kia luôn. Vậy đó, còn cái mít nó có nằm chỗ hoài à. Mà nó lùng à. Nó không có lên. 10 năm nó cũng như đây à. Do đó, chư tăng chư ni chúng ta cần phải học cái loại cái mít. Trời ơi giờ còn học cái mít nữa. Mới vừa nói xong chúng mới đòi học cái mít nữa à. Cho có trái hả? Yeah. Chưa nè, học với ngài á, học với ngài á, ngài Tịnh Sự đó là luôn luôn là phải động não, không có bao giờ ngài cho mình thụ động được hết đó. Do đó nó sư có một cái khiếu đó, từ đó đó là lúc nào gì đó mà sư tới lớp cũng vậy, là Phật tử cũng như chư tăng này không thể ngồi yên được mà phải động não, phải làm việc. Một bữa đó vô phòng của ngài mũi quá trời mũi, cái ngài nói chứ ông đi kiếm mấy cái chấm bắt mũi đem ra khỏi phòng, mình đâu có được giết mũi làm phạm tội sát sanh. Ngài kêu bắt lấy mấy cái chấm bắt mũi ra khỏi phòng. Sư ra ngồi sư suy nghĩ vậy, cái chấm sư còn không biết cái gì nữa, nhỏ lớn giờ mình đâu có biết cái chấm là cái gì đâu. Cái sư ngồi suy nghĩ hoài mà suy nghĩ không ra thì phải hỏi chứ không được giữ trong đầu, như vậy thì bị là gầy. Cho nên bạch thưa ngài, xin ngài từ bi, ngài chỉ giùm con từng bước ha. Cái ngài cái chấm là cái chi? Mình phải hỏi cái chấm là cái chi. Cái ngài mới nói chứ trời ơi, mà ngài không có nói trời ơi đâu, ngài dân xa đét mà trời ơi. Trời ơi, ông bây giờ ông không biết cái chấm nữa hả? Dạ thưa không, con mới hỏi đó. Cái ngài nói là cái chấm là cái hộp mà nó có cái lưới nó bọc ra trong cái đó. Rồi ông có cái kéo lên giống hồi xưa mình mà đi mua dế mà ta bắt dế ta bỏ vô đó. Hồi xưa mình đi ra chợ nó bán dế đèn với than với lửa đó. Cái đó nó y vậy đó. Ngài làm sẵn 6 cái chấm ở trong phòng của ngài. Cái sư ông vô phòng của tôi dưới chân giường chân bàn có mấy cái chấm đó đó. Cái vô sư coi. Mà vừa bước vô thôi ngài hỏi ngoài, ông có thấy chưa? Hổ liền à. Chứ không có cho mà không có hổ đâu. Cái sư nói dạ thấy rồi. Dạ ông đặt đi. Đi gà nữa. Thưa ngài,
giờ con biết đặt để ở đâu. Thấy không? Thấy cái chấm gòi dầu con biết đặt ở đâu. Chị ơi, ông không biết á, ông tìm cái đường bay con mũi ông đặt nó. Tìm đường bay con mũi đặt vô. Sư muốn xỉu luôn. Cái sư mới nói chứ bạch ngài, làm sao con biết được tìm đường bay của con mũi. Ngài nói chứ, con mũi không bao giờ bay ngoài ánh sáng, con mũi đi bay trong bóng tối không mà. Ông đặt trong bóng nào tối đó. À, nghe chưa? Chúng ta phải biết cái đó, phải động não. Nghe chưa? Rồi, chúng ta tiếp tục học về cái tre. Bữa nay ta học cái tre nè, đúng không? Định nghĩa về tâm, nó có bốn. Nghe chưa? Cũng vậy, trạng thái, phận sự, nhân cần thiết. Cái thứ hai, tứ nhân sanh tâm, chúng ta có biết nhân sanh tâm ra là cái gì? Đó, tứ nhân sanh tâm có bốn. Tứ nhân sanh tâm có bốn. Nghe chưa? Rồi, chúng ta qua phân tích, qua cái phần phân tích là ba la mã. Phân tích tâm có mấy? À, phân tích tâm có hai. Tâm có hai. Rồi tâm có hai nè. Rồi tâm có ba nè. Rồi tâm có bốn. Rồi chúng ta sẽ bổ túc sang phần đó sao? Chà, bữa nay chúng ta phải đi gì đó. Nghe chưa? Rồi qua cái phần pháp là qua phần cái là tâm tự quán rồi đó. Tâm tự quán người ta qua rồi đó. Xong rồi đó. Thấy không? Cái tre rồi đó. Nó lên tuốt lên ta tâm tự quán rồi đó. Rồi qua phần pháp. Rồi thứ hai, thứ nhất là định nghĩa về pháp. Định nghĩa về pháp. Định nghĩa về pháp. Pháp là cái chi? Chúng ta phải biết. Rồi, định nghĩa về pháp. Rồi phân tích qua phần hai la mã. Phân tích. Phân tích thì pháp nó có mấy? Thứ nhất là ngũ triền cái. Thứ hai là ngũ thủ quẩn. Thứ hai là ngũ thủ quẩn. Thứ ba là lục nhập. Thứ tư là thất giác chi. Cái bài thất giác chi này á, là chi tăng như này cần phải biết. Thất giác chi là thấy cái chi cũng giác về. Đó là thất giác chi đó. Thấy chưa? Thấy không? Rồi lo ghi chép không mà. Nghe kịp không? Thất giác chi là thấy cái chi cũng giác về mà chỉ trong vòng 7 cái thôi. Cho nên được giác hơn. Rồi cái thứ năm là tứ thanh đế. Đó. Rồi chưa? Là xong cái phần giáo án. Xong phần giáo án của tứ niệm xứ, hay ta gọi là quán nghiệp xứ. Chúng ta đi vòng vo trong cái đó thôi. Đi tới đó. Thì chúng ta hôm nay là chúng ta đã qua được hai phần rồi. Đúng không? Chúng ta qua được hai phần rồi. Bây giờ chỉ còn hai phần còn lại khúc này thôi. Là tâm tùy quán và pháp tùy quán. Tuy nhiên, tới đó chúng ta sẽ bổ túc sau. Bây giờ chúng ta đi qua phần thực hành trước. Chúng ta làm cái một bản đồ nữa. Là ta làm một bản đồ y như vậy nữa. Chúng ta làm bản đồ. Nghe chưa? Ta học này ta phải ghi chép nhiều lắm. Rồi chúng ta về ta mở ra ta coi. Mà Chư Tăng Chư Ni ghi chép nhiều thiệt nhiều. Mà thời gian nó ít. Do đó mình phải viết nhiều, viết nhanh, viết dối. Cái về mình mở ra coi, mình không thấy, mình không hiểu đó. Đốt nó lên, đổ vô nước uống luôn. Rồi xong. Vì cho chút đi ghi chép hồi đọc không hiểu đâu sao giờ. Đốt lên, đổ vô nước uống luôn. Rồi xong. Cái này vô bụng nó chắc ăn rồi đó. Nghe chưa? Rồi, chúng ta đi qua phần thực hành. Nó chia ra làm hai, chia hai thành bốn. Nghe chưa? Rồi. Cái đó như vậy đó. Rồi, chúng ta đi qua phần thực hành. Thì chúng ta về cái tứ niệm xứ trong bốn quay nghi thì chúng ta theo dõi. Chúng ta đề gọi là gì? Đứng trước nè. Rồi. Đi nè. Cái đó là áp dụng trong mọi sống hàng ngày luôn á. Là sống hàng ngày luôn á. Đi. Rồi cái ngồi nè. Rồi xong rồi gì? Nằm. Đó. Đó. Nó bốn cái quay nghi này. Không có người nào không có hết á. Chúng ta không còn phải lo. Áp dụng liền. Rồi. Chúng ta đi qua cái phần mà gọi là gì? Thân tỳ quán. Thân tỳ quán, chúng ta đi qua phần thân tỳ quán trước. Rồi chúng ta mới qua cái phần gọi là gì? Thọ, rồi tâm, pháp. Rồi chúng ta qua cái phần mà thân tỳ quán này. Thì đi, cái phần mà đứng á. Đứng nó thực hiện ở trong mấy giai đoạn. Chúng ta tìm ra thực hiện, đứng nó từng thực hiện được trong mấy giai đoạn. Thường thường đứng thực hiện trong 3 giai đoạn. Chúng ta phải theo dõi trong 3 giai đoạn. Bắt đầu đi, ha, bắt đầu đi là chúng ta có một cái giai đoạn đứng, phải không nào? Phải không? Bây giờ sắp sửa sẽ đi này nè, là sư phải đứng trước, phải không? Đó là giai đoạn thứ nhất. Rồi cái người hành giả, giai đoạn thứ nhất á, mình phải tìm ra coi cái đứng á, nó nằm ở trong góc độ nào. Rồi mình mới quán được.
rồi cái đi nằm trong góc độ nào mình quán được, rồi cái ngồi ở trong góc độ nào mình quán được, cái nằm nằm trong góc độ nào mình biết mình quán được, thì mình phải tìm cái góc độ đó chứ, cái thời gian đó hay cái thời điểm đó. Cái đầu thời điểm có đứng á, là chuẩn bị trước khi đi là chúng ta là một. Hai nữa là chúng ta không có đi hoài, cái người hành giả nó không có đi hoài, đi hết như vậy đó là không có quán sát một cách kỹ đâu. Các kinh nghiệm của các vị thiền sư hướng dẫn cho các vị thiền sinh khi mà đi thực hành á, giờ đi đứng ha, thì họ đứng xong xuôi chúng ta sư chỉ cho cách đứng làm sao, rồi cái tới họ đi hai ba bước vậy đó, cái nào đứng lại lần nữa, tức là nửa chặng đường đi phải đứng lần một lần để mà quan sát rồi đó, rồi bắt đầu họ đi tới hết cuối đường đó thì họ đứng lại, rồi đến tới cuối đường là họ đứng rồi đó, cái bắt đầu họ đứng rồi đó, bắt đầu họ muốn quay trở lại thì bắt đầu quay từ từ chưa rồi mình nói trước cái lý thuyết đó rồi quay, rồi cái mình là họ đã đứng nữa, rồi họ đi rồi cái họ đứng lại lần nữa, rồi họ đi tới cái cuối đường, cái họ đứng lại rồi xong xuôi cái họ muốn đi, cái họ phải xoay lại, phải bây giờ họ không đi nữa, họ mỏi rồi họ ngồi, cái đó qua những giai đoạn khác, nghe chưa? Như vậy thì giai đoạn đứng nó có ba, đúng không? Giai đoạn đứng nó có ba là khởi đầu sắp sửa đi và ngay khi đang đi và cuối con đường đi người ta đứng lại, ba phải chưa? Chúng ta nắm được là ba rồi phải không? Rồi bây giờ do cái phần mà thân tì quán, khi ta đứng á thì ta nói như nè, đứng à, đúng không? Ta đứng à, rồi đứng à, cho nên nói trong miệng, đừng có la lốt xóm, ta nghe kỳ lắm, nghe không? Mỗi bên cái đứng bên nói nha, đứng à, đó như là rồi xong rồi đó, ha, đứng à, đứng à, đứng à, mình phải biết đứng à, đứng à. Rồi cái khi mà đứng à mình niệm hai lần thôi, chứ đừng niệm nhiều cái chút xíu mình buồn ngủ à, ha, đừng niệm hai, đứng à, đứng à, đứng à, phải không? Rồi xong xuôi vô à ra thở, vô à ra thở, nghe không? Vô à ra thở. Còn người nào mà không nói chữ à được thì hỉ hở hả cũng được, nghe kịp ha. Hôm qua sư có nói đó, ở bên Thái Lan thì nó có loại đó, ở bên Thái Lan nó có là nọ, nó dành cho những người mà họ phát âm mình bằng cái lỗ mũi đó, họ không có quen phát âm bằng miệng đó, thì họ phát âm bằng miệng bằng mũi á, thì nói là đứng hả, đứng hả, vô hả, ra hả, nghe nọ 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 đó, nghe chưa? Rồi chưa? Rồi khi họ đứng à vô à ra à, đứng yên, họ đứng yên như vậy đó, họ đứng yên như vậy, họ cứ tập trung vào trong đó thôi. Rồi bắt đầu họ muốn đi thì bắt đầu mà họ phải nói muốn à, rồi mà họ muốn đó là đi à, nó lúc họ mới nói là đi à, nghe không? Muốn à rồi đi à, thì lúc bây giờ cái đi nó qua tới bên này, nghe chưa? Luôn luôn hành giả thiền sinh không bao giờ muốn làm cái gì ngang nấy được, không được, luôn luôn phải lập trong cái trật tự, phải làm trong một cái kỹ thuật nguyên tắc và kỷ luật đàng hoàng, chứ không muốn làm ngang nào tặc nấy cũng được. Chúng ta muốn đi nhưng ta phải nói lên cái tác ý của ta muốn đi, ta nhìn được cái tác ý của ta trước để chi, đó là cái lợi dụng của ta. Cái lợi dụng của ta là gì? Ta phân biệt được là danh tạo ra sắc, chứ sắc bắt tạo tâm, tâm tạo ra sắc, sắc không có tạo ra tâm. Tất cả mỗi sắc pháp này đều là do danh điều khiển. Do đó đó chúng ta nhìn cái gì được hai cái đó, sau này chúng ta tiền quán người ta mới tách cái được phân biệt tuệ, phân biệt danh mà sắc được. Danh đi trước, sắc đi sau, 17 sắc na. Trong lộ trình tâm chúng ta biết vậy đó. Danh đi trước, sắc đi sau, 17 sắc na. Do đó đó thì chúng ta cứ đợi khởi lên tác ý, nếu như tác ý muốn đi, chúng ta nói muốn à. Còn cái này là đi à, bắt đầu sai khiến anh này muốn à trước từ trong tâm, còn bắt đầu nói từ trong tâm luôn. Đi à, thì anh đất này mới dở lên đi. Kể chưa? Do đó đó chúng ta phải làm chậm lại. Chứ không đó đó thì chúng ta muốn đi là đi, muốn ngồi là ngồi, muốn đứng là đứng vậy đó. Chúng ta không, bây giờ chúng ta làm chậm lại. Khi ta muốn đi, ta phải niệm muốn trước, rồi ta mới đi. Nghe chịp chưa? Chúng ta đã muốn à. Muốn nó có hai loại, muốn có rê, mà muốn không có rê. Muốn có rê nó có hai loại, khô và nước. Nghe nào là cả muốn.
có chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Rồi đi, chúng ta đi. Ta nói đi à. Đi à. Có chưa? Chúng ta bắt đầu ta nói đi à, đi à. Thì bắt đầu mà đi à đó thì cái nó có đi từ nó từ 3, từ 2 cho tới 6 bước là. À, càng chậm chừng nào càng tốt chừng nấy. Ở những các thiền sinh á, ở những các thiền sư đó họ tập làm chậm lại nữa kìa. Chậm nữa, chậm nữa, chậm nữa. Còn cái cơ bản đầu tiên á là chúng ta làm hai bước. Phải à trái à về thôi. Đó, bắt đầu muốn đi á cái bắt đầu cho ta niệm phải à ta bước từng trái à ta bước từng phải, ta tin niệm lộn. Rồi cũng gặp ghi nè, bắt đầu ghi nha, bắt đầu ghi. Phải à ta bước chân trái à ta bước bên phải. À, bắt đầu nghe thấy nó bắt đầu đấy à, không có chịu nghe, không có chịu nghe, người ta phải để phải à thì bước chân vậy ờ à, vậy đó hả ờ à, gì hay quá ha. Trời ơi thấy cứ ngồi ghi cái tên ta đọc luôn. Phải để ý phải nha. Khi ta niệm phải à thì ta bước phải, trái à ta bước trái, ta làm chậm lại. Phải à phải, trái à trái, phải không? Phải à trái, phải rồi trái à trái. Rồi lúc này ta muốn đứng à, người ta nó muốn à, đứng à. À, là vậy đó, thấy chưa? Chúng ta làm vậy đó, làm đẹp giống như super model vậy đó, thấy chưa? Rồi ha, rồi cái thứ nhất là phải à, trái à, cái bước cái đó là hai, cái là ba hai bước, cái bước thứ ba bước là chúng ta vậy nè, dở, duỗi, dậm, đừng có đạp, nghe ghê lắm. Mình tu hành nghe nó đạp thấy ghê quá. Mình nói dở duỗi dậm thôi. Thấy chưa? Dở duỗi dậm nghe đạp thấy sợ quá. Sửa lại đi. Yeah. Nhưng mà đừng có đước bước dài vậy chết. Bước dài kiểu là chết. Người ta không có mướn mình đâu. Cái người mà có camera nó quay. Trời ơi super model này bước chân dài quá thấy ghê. Do đó mình bước nhỏ ngắn ngắn thôi. Con mèo nhỏ ăn con chuột nhỏ. Con mèo nhỏ ăn con chuột chết. Chuột lớn là chết, phải không? Giờ này mình đi dở duỗi dậm dở duỗi dậm dở duỗi dậm nhiễn như trò nhiễn như trời ơi à, đó đó cái đó đi vậy đó, phải không? Bắt đầu mình ta ghi dở à duỗi dậm rồi chưa, rồi đừng có đạp ha, rồi cái đó là ba bước. Ta đi từ đây qua tới đó, từ đó đi cho la này, từ đó qua đây, qua đây qua đó, đi đó qua đây, đi làm liên tục. Chừng khoảng 5-10 phút vậy đó, cho ta quen. Cái đó như cái tác ý gì? Là tập chúng ta gom cái niệm lại. Tập ta gom cái niệm lại, cho tập chúng ta chú tâm ta lại. Thế này cho ta hay phóng vật lắm. Dở đi mà con ngó bên kia, dẫn con ngó bên đây, rồi dạp bên kia mà không có được. Bây giờ tập trung cho đây thôi, dở nè. Duỗi nè, dẫm nè, dở nè, duỗi nè, dẫm nè, không nhìn ai trên nó, con chuột chạy qua không thấy nữa mà. Đó, dở duỗi dẫm, dở duỗi dẫm, dở duỗi dẫm, dở duỗi dẫm vậy đó. Đó. Mày không có để ai đó, cho cái niệm nó vô. Niệm nó vô chừng nào cái định nó mạnh chừng nấy. Định mạnh chừng nào đó là tuệ nó phát sanh lên chừng nấy. Đó, mình phải tập trung rồi đó. Được chưa? Rồi cái khi mà giỏi rồi đó, giỏi dở duỗi dẫm xong rồi đó. Cái này mình bắt đầu đưa lên 4. À, nhà bắt đầu đưa lên 4. Dở nè. Duỗi nè, đưa nè, rồi dẫm à, bắt đầu nè, đã bắt đầu mình đưa hơi nè, dở nè, duỗi nè, đưa nè, dẫm, dở nè, duỗi nè, đưa nè, dẫm, dở, duỗi, đưa, dẫm, dở, duỗi, đưa, dẫm. Đó là 4 bước, đó 4 bước rồi đó, nghe chưa, nghe chưa, chúng ta biết ha, đó là 4 bước, làm chậm lại nữa để chi, càng cái cuốn phim mà cartoon á, cuốn phim mà gọi là quạt quạ đó là nó quay nhiều tấm hình lắm. Con vịt mà Donald nó dở chân lên xuống bịch á là nó cả mấy ngàn tờ hình nó vẽ đó. Còn nó quay cái chân nó mới lên xuống được chứ làm sao mà nó ra được đó, bức tranh mà. Vậy bây giờ mình quay chậm lại coi thì nó ra dở dụ dẫm ra từ đó đó. Từ đây người ta cũng làm gì kiểu đó để chúng ta theo dõi coi cái sắc nó theo ý của ta không. Thực sự nó không theo. Tức là khi ta làm được chừng khoảng 5-10 phút rồi đó, cái chân ta hơi gung gung. Ra đó bắt đầu nó nghiêng, nó bắt đầu nó là muốn ngã vô rồi, để cho ta thấy được vô ngã. Đó, mới ta làm hay thầy vậy. Ta tập trung vô chứ. Nó muốn ngã vô để mình thấy vô ngã chứ. Trời ơi, nó cơ hội nó ló ra rồi. Nó ra mình chụp liền.
lá gan chập liền đấy không, đó dở dở duỗi đưa giảm ngã rồi, dở duỗi đưa giảm ngã, dở duỗi đưa giảm, người ta tưởng gì sai rượu, trời ơi, thấy không? Đó là bốn nga, bốn qua chưa, rồi tới qua thứ năm nè, rồi đưa thứ năm nè, dở duỗi đưa giảm rồi nhắn nhắn có nhắn nữa, nhắn vô nhắn nè, nhắn nè, dở duỗi đưa giảm nhắn, nhắn vô một cái, dở duỗi đưa giảm nhắn, à, đó là năm, à, năm nè, thấy chưa, mình phải làm cái đó đó, nó chậm lại nữa, chậm lại nữa mà thấy thấy nó gõ ra người nó nữa, như chị Tăng như này nắm được chưa, là năm bước, phải chưa, bước thứ nhất là phải à trái à, cái thứ bước thứ hai dở à duỗi à giảm à, thứ ba dở duỗi đưa giảm, rồi dở duỗi đưa giảm rồi nhắn, nhắn cho nó chết đi, à, cho nó chết đi, cho nó lộ ra cái bản chất của nó ha, cái đó mình nhắn, mình nhắn đó, rồi nhắn cái bắt đầu mới dở duỗi đưa giảm nhắn, cái mình nghiêng nghiêng rồi đó, bắt đầu nghiêng rồi đó, cái đó bắt đầu mình thành thấy, mình thấy được pháp rồi nó lên, cái đó là mình mua không biết bao nhiêu tiền mới có được cái pháp đó đó, do đó mình vừa thấy ra mình nghĩ luôn đừng hành thiền nữa, nó mệt rồi, hay cho đó đó, rồi chưa, rồi cái thứ tư à, và tới thứ năm rồi phải không, rồi bắt đầu mình đấy nè, dở duỗi đưa đúng không, giảm nhắn và đứng lại, à đó mình đứng lại, tới đó mình đứng lại, giờ đang nhắn nhắn rồi nhắn xuống ra đứng, đứng không đi liền cái này nha, đừng có đi liền cái này, đừng có đi liền cái này, để coi nó phản ứng, đứng là tiếng cho chết, đứng còn một chân thì chết à, nó đứng mình đứng lại, tới tới khi mà giả giũa đưa giảm nhắn cái mình đứng lại, cái anh này nó muốn đứng lên, nó muốn đứng lên liền à, cái thói quen mà, cái lò quạt nó lên liền à, cái lò quạt nó thúc cái chân mình lên, đi 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 lẹ lẹ hòm, từ từ đứng mà, à, nó tức nó nổi lên, nó nổi lên cái đó mình mới ra được cái gì, thọ tì quán, mình chụp cái thọ nó ló đầu lên chụp liền, à, cơ hội nó tới rồi đó, hiểu chưa, do đó đó mình đứng dở duỗi đưa giảm nhắn đứng, đứng cái này sao mà lâu quá vậy, trời ơi tốt tốt bên túi má, à, cái làm lên nó luôn, coi nó ra sao, đứng mình ngó, đừng có ngó cái chứ đứng nữa, mình đứng ngó cái nó, ngó nó cái tâm giọt 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 lên, cái thọ nó hiện bài ra, mình nhìn xuống thấy pháp rồi đó, cái bắt đầu mới đi theo nó lại nữa, mình phải làm hai ba lần vậy đó, cái bản chất phủ phàng nó ra liền à. Đứa con đó mà nó quen mà mình ẩm bồng nó hoài đó, cái mình không thấy cái tính nó hiếu hay không hiếu, hay tính nó hiền nó dữ mình không biết, nhưng nó gặp mình cái ẩm đừng ngó nó, ẩm đừng ngó nó, cái khóc hè cái băng nhìn thấy nó, chứ bây giờ mình ẩm cái ẩm nó cái chết luôn, mình chết, nó gạt mình không à, hiểu không, chị Tăng như này hiểu không, mình đừng có làm theo cái đó nữa. À, nó đi tới đầu kệ nó, mình làm chủ mà, danh mình làm chủ, sắc là phải tùy thuộc cái danh, phải nằm trong đó cho mình tìm, ta khi chết á, khi mà ta chết á, ta mang cái gì ta theo, khi ta chết ta mang cái tâm thức ta theo thôi, chứ sắc sinh suối này ta đâu có mang được nó đâu, chúng ta mà nhìn thấy rõ rồi đó, mà bấy lâu nay chúng ta ôm cái sắc sinh suối này mới giữ nó hoài, chứ không có bao giờ chúng ta để ý coi nó có tuần thục theo cái này không. Nếu mà ta tuần thuộc theo nó tuần thuộc của ta như vậy đó là ta tu được có kết quả. Còn không đó, ta nhìn ra được bản chất thật của nó, chúng ta mới ra đi được. Do đó đó, thì những cái đi như vậy đó là cho chúng ta thấy, ta mượn cái phương tiện này đi để cho ta thấy rõ được cái tính chất của nó, để nó ra được cái sự thật của nó, để cho ta hiểu được, ta mới gọi là giác ngộ. Giác ngộ đó, thức tỉnh đó. Chứ còn đó này chúng ta nói lý thuyết không mà. Nói lý thuyết không mà. Ta nói trên cái này không là phân tích tâm thể, thân này nó có, tâm này có gì đó, no, vô thực tế, vô vật nằm nắm được, rồi chưa, ngồi, khi ta ngồi, khi ta đang đứng, phải không nè, tới cái giai đoạn là đứng rồi nè, rồi, khi ta bắt đầu ta nói, ngồi, khi ta trả lời gì, muốn à, trả lời muốn à, muốn không có rê nha, hôm qua sư có thấy, có một cô ni đề chữ là sáng nghiêng có rê, cái sao suy nghĩ là gạch cái chữ rê đó đi, sư đau lòng dễ sợ luôn vậy đó,
mình lấy cái mực quay ao mình xóa cái rê đó để cho sư đừng thấy cái rê bị xóa đi chứ. Mà còn gạch xuống một cái, trời ơi sáng lãi đâu không. Đúng không? Hồi xưa đó, mẹ của sư á, vô sư xuất gia xong rồi cái mẹ của sư đó vô thưa với sư phụ liền, sư nói bạch ngài, con xin ngài một ý kiến. Ngài nói được được, cô Sáu muốn cái gì cho sư nghe. Chà, con không có muốn ngài đặt tên ông sư con của con đó là giác 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 rồi thiện 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 nhiều quá, rồi giác nhiều quá thiện nhiều quá, giờ sư đặt tên pháp danh khác đi. Ngài nói được được, nếu mà cô Sáu muốn để sư đi tìm cái tên khác đẹp 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 sẽ đặt. Tại vì sao? Nghe ngài hỏi tại sao. Cái mẹ sư nói chứ con thấy ngài đặt tên con sợ lắm. Hỏi sao vậy? Ngài đặt tên ông kia là Giác Sơn. Cái tới ông sư kế bên Giác Hoàng. Giác Sơn nó hoằng quá, nó hoằng hoài. Giác Sơn nó nặng đó. Cái đặt ông thứ hai là Giác Hoàng. Còn cái tới ông thứ ba là Giác Hoài. Nó hoằng hoài, nó ghê lắm. Cái tới ông sư con thì nó chết. Còn mấy người nữ đó là Diệu. Diệu Hoằng, Diệu Hoài, Diệu Quẹo. Cái nào cũng Diệu Hoài à. Nên bây giờ đổi cái tên khác đi. Cái hai tuần lễ sư không có tên. Ngài cũng không kêu sư biết tiêu. Ngài kêu sư ông. Đâu có tốt dạch đâu. Đâu có kêu được tên đâu. Bây giờ thiện cũng được mà giác cũng được nữa. Ông là đây. Cái bước đổ đó 3 giờ sáng. 3 giờ sáng cái ngày ở trong phòng ngài kêu ra. Ông ơi tìm ra được cái tên ông rồi. Dạ trụ sư mừng ghê nha. Dạ tên con tên gì? Lên bảng ghi. Ghi gì? Sáng nghiêng đừng có rê. Người ta tiếp tục ha, người ta đi tới ngồi là khi tao ngồi á thì tao phải nói là gì, ngồi muốn à, rồi cái ta xuống ngồi à, ngồi chưa, rồi chúng ta đi như vậy đó, rồi khi ta ngồi được rồi đó, khi ta ngồi được yên rồi đó, tức là qua cái giai đoạn mà ngồi rồi đó, thì chúng ta đi tới chân này nè, khi chúng ta đi xuống muốn à, nó có hai bước, là cái loại bước hai. Chúng ta muốn làm chậm lại nữa, muốn à, thì mình nói đụng à, cái bàn tỏa của mình đụng vô cái tòa cụ rồi đó, là đụng à, hay là cái tay mình đụng vô rồi đó, gọi là đụng à, phải niệm liền, đụng đâu thấy đó, thấy pháp đâu bắt liền đó, muốn à, đụng à, ngồi à, đó, rồi chưa, đó là cái thứ nhất, rồi khi ta ngồi được rồi đó, người ta nói ngồi à, đó, ngồi bình yên rồi đó. Là cái này giai đoạn đầu nha, khai cách ngồi muốn à rồi đúng à hay muốn à ngồi à mình muốn làm cái loại nào cũng được. Sư thì sư làm luôn 3 cái. Sư lúc nào cũng là tham lam không à, sư không có bao giờ sư muốn làm cái gì mà thiếu. Sư cứ nói với Phật tử hoài, nhiều người Phật tử lên nói chứ bạch sư con niệm Phật được không, cái sư nói chứ hầm sư, người ta muốn nói ủa sao đó giờ sư nghe con nghe người ta nói chứ niệm Phật không mà sao giờ sư nó không niệm Phật không được làm sao. Đi buông có muốn lời không? Sư hỏi Phật tử đi buông có muốn lời không? Cái Phật tử nói chứ, trời ơi đi buông mà không muốn lời. Thì do đó hỏi sư thì sư phải cho lời chứ đâu, và giờ chỉ cho vốn không đâu. Ha, niệm Phật, mà tâm niệm Phật, như vậy ta mới có vốn mà, ta chưa có lời. Hỏi nó hỏi làm sao? Chư Tăng trên đây nhớ ha, để sư học với sư á, luôn luôn là sư dùng trí tuệ để mà tính ra dữ lắm. Ha, lúc nào cũng vậy. Hỏi cái gì thì về sư chỉ tụi con tính sao có lời. Tam bảo nó có 3, Phật Pháp và Tăng. Do đó đó, mình niệm Phật mới có một Phật bảo à. Mai mốt á, mình sanh lên trên đời đó, mình đi gặp Phật á, mà không có Pháp, không có Tăng, mình không có chỗ nương. Do đó đó, mình đi buông vậy là không có đủ lời. Vậy thì sư thì sao? Phật Pháp Tăng. Một lần niệm cái, Phật Pháp Tăng. Xe đang chạy, mình đang lái xe đang chạy. Mình niệm Phật, bùm, xe đụng chết. Có một Phật nước mình nè. Mà xe đang chạy, mà bên kia lao anh đụng mình chết. Phật Pháp Tăng, mình đi về Tam bảo. Có 3. Niệm một mà thành được đó. Có 3. Hiểu không? Hai rồi. Sư mới vừa nhận làm chức trụ trì. Lúc đó mới có 20 mấy tuổi à. Còn non trẹt à. Nặng ra cái bún cà sữa. Phật cái bún cà sữa. Còn non lắm. Mà làm chùa tổ nữa. Tổ đình. Chùa tổ đình Phật giáo Nguyên Thủy nha. Nên làm chỗ tổ mà là thứ 6 nữa. À, vị trí thứ 6. Có cái bà Phật tử đó lên 70 ngoài đi xe lên nha, đi xuống sư gặp sư trụ trì. Cái mấy bà kia mới chỉ sư, cái sư đi ra
ngày Chủ nhật này con lên chùa con trai tăng, cái sư nói cho được, có được không? À, bà nói có được không? Tại nhìn thấy con nít quá mà nặng cái sữa gớt rồi lục đập liền, có được không? Dạ thưa được. À, dạ thưa được. Cái bà mới nói chứ, bà tính quay lại, cái sư khoan, à, bà hỏi xong rồi tới viên sư hỏi chứ, cái bà quay lại, dạ thưa quan, cô đứng lại cho sư hỏi chút, dạ chuyện chi mà cô lên trai tăng bao nhiêu phần trăm? À, cái bà quay lại bà nói, tôi hết sinh con rồi nha, bắt đầu chỗ lên cái tôi liền, tôi từng đi trai tăng nhiều nơi nhiều chỗ mấy chục năm nay, chưa có thấy ông trụ trì nào mà hỏi như sư, và chưa có, bây giờ mới có, mà có thì cần phải nghe để hiểu biết có như thế nào. À, sư nói liền, ha, à, sư nói liền, cái bà mới nói chứ, mấy phần trăm là sao? Thì cô tính đi, thì cô trai tăng nè, 100% phải nói ra 100%. 80% cũng phải nói 80%, 70% cũng nói 70%, 50% cũng nói 50% chứ. Cái bà mới nói chứ, không có bao giờ nghe nói như vậy. Mà sao bực kỳ này mà sư gắt gối vậy? Sư có muốn tôi lên trại tăng không? Dạ muốn chứ. Có thật mới vượt được đạo. Cô đem lên vậy là có vật thật mà. Làm sao không muốn? Nhưng mà hỏi cho chắc ăn. Bao nhiêu phần trăm? Sư nghiêm ngắt lại, nghiêm khắc lại. Cô trả lời sư bao nhiêu phần trăm để sư chuẩn bị ngày Chủ nhật đó. Cái bà mới nói 100%. Sư nghe không? Dạ nghe, cảm ơn cô. Coi cô đi về. Cô đi về. Cái ngày Chủ nhật bà đi lên với một đàn quân đầy đủ hùng hậu. Lửa không có, củi không có, nồi không có, chén không có, dĩa không có, lửa tắt đèn hết, nước khoáng luôn. Cái bà cầm cái gậy bà đi lên. Thưa sư, sư chơi kiểu gì kỳ cục vậy? Sư nói giờ đâu có, giờ đâu có đâu mà kỳ cục. Vậy chứ sao mà sư tắt nước? Cái đó là của chùa. Tại sao mà cúp điện? Điện của chùa. Của nồi niêu xăng chảo đâu? Của chùa. Vậy thì cô nói 100% là cô phải làm hết rồi chứ. Chư Tăng Chư Ni không biết, Chư Tăng Chư Ni chưa học biết, mà quý Phật tử không biết, cái đó là rất là tội cho Phật tử. Trong khi Chư Tăng Chư Ni không nắm những cái đó. Tại vì sư học với ngài, ngài dạy cho sư kỹ. Bên Thái Lan nó để bát á, chùa không có nhà bếp, chùa là chỉ có lò thiêu. Cho đó nó khi mà nó để bát đó là nó làm nấu sẵn hết rồi, nó bỏ bọc ni lông hết rồi, về cái mỏ bào ni lông ra bỏ vô bát ăn thôi, là không có tốn kém gì của Tam Bảo. Còn nếu như mà Phật tử lên chùa không bao giờ có thể nào mà trai tăng 100% được hết đó. Cái bàn, cái ghế, ly nước, mở dồi nước ra, hư hao chén dĩa bể cũng phải thiếu nợ. Rồi sau này nó trở lại, tại sao mà người Phật tử ôm cổ con của mình lại không dám mua một cái bánh bao 5 đồng mà đem 12 đồng lên cúng dường cho ông sư tại nơi chùa? Lại vì sao? Thiếu nợ trong kiếp quá khứ mà không ai chỉ bảo là luôn luôn là lên trai tăng là 100%. Nhưng mà thật ra là dùng của Tam Bảo hết trong nó hết 40% rồi. Hiểu hả? Sư phải chỉ có kỹ lược đàng hoàng cho Chư Tăng Chư Ni cũng như quý Phật tử đừng có bị làm khổ cho nhau, để mà không ai thiếu nợ để mình giải thoát chứ. Chứ còn không thì thiếu nợ nhau rồi sao giải thoát được? Nợ làm sao gỡ đi? Cho đó mình phải kiểm. Nên á, từ trước đến giờ bất cứ Phật tử nào lên chùa của sư, không có người giàu nào dám nói 100% hết á. Sư vừa ngó mặt sư, dạ thưa cái này còn 70% thôi sư, còn 30% của sư. Anh nhìn cái mặt sẽ biết là bao nhiêu phần trăm rồi. Biết chứ Tăng Như đây phải hiểu, phải cẩn thận, chứ không mình sơ sót mà Phật tử không biết đó, dắt người ta đi, người ta lầm lạc tội nghiệp, người ta thương, người ta đưa tới, người ta nợ với mình hoài. Ai muốn, mình muốn giải thoát mà để cho Phật tử cứ đeo thèm nợ của mình hoài sao được? Thôi cô đi giải thoát đi, để sư cũng đi giải thoát chứ, còn nợ cho chi mắc cọc mắc công, ràng buộc chứ cho nó phiền, đúng không? Chứ ta phải hiểu, và Phật tử phải hiểu, và ni phải hiểu điều đó. Do đó đó, mình lên đó, mình phải hỗ trợ với Phật tử, nhà mình phải cắt nghĩa Phật tử rõ ràng từng chi tiết một, giống như thiền quán vậy đó. Người ta đi tiếp tục ngồi
muốn à, muốn à, đúng à, đúng à, ngồi à, ngồi à. Sau khi ta ngồi rồi đó, bắt đầu ta niệm ngồi à, ngồi à, ngồi à, ngồi à, vô à, ra à, vô à, ra à. À, bắt đầu ta vô à, ngồi à, ngồi à, vô à, ra à, ngồi à, đúng à, vô à, ra à. Đó, chúng ta phải vậy đó. Chúng ta phải niệm như vậy đó. Niệm càng nhiều, định nó càng minh mạnh. Niệm càng nhiều, định mới mạnh. Được chưa? Rồi, được chưa? Rồi, khi cái giai đoạn đi, giai đoạn đi nó có giai đoạn khúc nào? Giai đoạn đi là cái giai đoạn sau cái đứng, đúng không? Giai đoạn đi là giai đoạn sau của cái đứng. Mà cái giai đoạn đi đó là để trước cái ngồi hay là cái nằm, đúng không? Được chưa? Chúng ta biết ha, cái đó là giai đoạn sư hiểu rồi ha. Còn cái giai đoạn ngồi là giai đoạn ngồi là sau cái đi. Giai đoạn ngồi là sau cái đi. Phải không nào? Và giai đoạn ngồi là trước cái nằm. Đúng không? Như chúng ta nè, chúng ta tới quan nghi nằm nè. Quý chư tăng ni vừa nằm xong rồi quý chư tăng ni đi liền được không? Không có. Đúng không? Mình phải đi đúng à, mình niệm cho đúng à. Ai mà vừa nằm xong cái đi liền cái đó là té chết á. Nằm xong phải làm gì? Ngồi. Do đó mình phải làm sao? Muốn à. Muốn à. Thấy không? Muốn à. Muốn à. Còn ngồi. Ngồi à. Ngồi à. Đó. Đúng không? Còn cái này muốn à. Muốn à thì là gì? Nằm à. Nằm à. Rồi. Chúng ta nằm. Nằm à. À. Nằm à. Được chưa? Rồi. Khi ta nói tới cái giai đoạn mà nằm, ta cũng ngoại thiền nữa. Chứ không phải bỏ qua. Chứ không phải là chúng ta không có dùng cái phương pháp đó mà ta không có, ta chỉ ngồi với đi không, không đúng. Có cái thiền ngoại thiền. Do đó đó, thì khi mà chúng ta đang ngồi, thấy không? Ta ngồi trên giường nè. Tối trước khi ta đi ngủ, ta ngồi nè. Rồi đó bắt đầu á, là ta muốn qua cái giai đoạn nằm. Cái ta đang ngồi, à ngồi à, đúng à, đúng à, vô à, ra à. Rồi bắt đầu cái ta đi qua gì? Muốn à, muốn à, đúng không? Rồi bước muốn à, nó qua bên đây muốn à. Muốn à bắt đầu ta nói gì? Nằm à, nằm à. Rồi chưa? Rồi, chúng ta khi mà nằm á, ta ngã từ từ xuống, chứ không ngã cái đùng xuống liền nha. Để hỏi lại coi, để phan từ từ. Chứ tăng chứ ni lên trên giường ngã xuống cái đùng liền không? Có không? Nó có ba loại, có ba loại hạng người. Cái người bắt đầu nói tiếp, có để bắt đầu nói tiếp. Cái loại người thứ nhất, lên tới giường là nhảy cái đùng. Thấy không? Lên cái giường nhảy cái đùng là hai hàng người. Đó là nhìn vô hai hàng người. Hàng người thứ nhất là tánh xăng. Người tánh xăng lên giường là nhảy cái đùng liền. Mền gối chăn chiếu nó không có sắp tứ từ gì trên đó. Nó lộn dụng cái mền nó cuộn lại nó. Đó, nhảy lên cái đùng là người tánh xăng. Cái thứ hai, cái người mà có tánh si lên giường cũng vậy, nhảy lên cái đùng rồi nằm ấp xuống. Nằm ấp xuống ngủ. Cái là tánh si. À, còn cái người mà tánh tham hay tánh ái tình lên. À, lên ngã từ xuống đó, cái đó là mình ra được cái tánh liền nha. Chư tăng như ni phải để ý, khi mà thiền sư theo dõi từ mỗi cái đó ta biết được cái tánh. Thí dụ như á, Đức Phật ngài dạy cho chư tăng chư ni, khi người ta dâng cúng vật thực hay là dâng cúng vật gì đó, không được quá xa một cái hắc tài. Đó là luật, không được quá xa một hắc tài, không được quá xa hắc tài. Thí dụ như sư ngồi ở đây ha, sư ngồi ở đây mà có người ta muốn dâng thì phải trong vòng gắt hắc tài này thôi, chứ không được dối. Tại vì sao? Để xa dối lộ tánh, để gần quán tâm. Hiểu chưa? Đức Phật ngài dạy kỹ lắm. Ở xa, để xa thì mình dối á, mình lộ cái tánh của mình. Lộ cái tánh của mình liền à. Mà ở gần, để gần ở đây, để tới gần đây bắt đầu mình quán cái tâm. Hiểu chưa? Có một lần sư đi dự một cuộc họp ở một cái chùa của các vị trưởng lão cao tăng, mà trong đó có vị tăng thống Phật giáo Nguyên Thủy. Sư mới được có hai tu đạo mà đi với sư phụ. Sư phụ sư là cái người ngài tinh sự, ngài dạy sư từng chút một, sơ hở một gì giới luật gì là ngài dạy liền. Ông nhớ cẩn thận, bữa nay vô họp sau đó có trai tăng, ông phải cẩn thận vì có các ngài trưởng lão lớn, có thể người ta dòm ngó cái giới luật của ông, mà người ta chê trách ông bao nhiêu là tôi phải chịu bấy nhiêu, mũi dại lá chịu đòn. Giờ đó ông phải cẩn thận. Dạ, con nghe rồi. Dung ngũ cho sư theo tuổi hạ lạp cao thấp mình phải ngồi. Ngài tăng thống ngồi ở đây,
rồi theo Hà Lạp bên đây thì bắt đầu sắp xuống. Sư ngồi tuốt ở dưới đây, sư ngồi ở đây, chư tăng đi thấy rõ ha, đúng không? Sư ngồi ở đây mà sư phụ sư á, sư phụ sư dẫn thôi, rồi lúc luôn nào phải ngồi phải đối diện với thầy của mình, nhìn ánh mắt của thầy của mình là gật đật, là bắt đầu nháy mắt lại bét lè, mà nhắm mắt lại là thua đó. Cái đó mình phải nhìn, nên á vừa thấy sư phụ ngồi xuống cái bên kia là mình ngồi bên này, mà sư phụ ngồi bên đây cái mình chạy qua đây ngồi liền. Trong cái nghề đấu võ, trong nghề đấu võ cũng vậy, hai người mà đứng cùng một ngày nhau khó đá khó đánh, nó mới vừa xoay cái mình xoay trở lại, nó xoay qua mình xoay trở lại để mình dám đánh được. Cái đó là nghệ thuật của về võ thuật, nghe chưa? Rồi cái sư trình bày cho chư tăng như này nghe, luật không cho quá một hắc tay, mà cô Phật tử bên đây họ muốn dừng qua bên đây, sư ngồi bên kia cách nhau một cái bàn, ha ha, cách nhau cái bàn, mà cô này cũng không chịu dừng ông sư bên đây, nhìn sư mà cứ muốn dừng sư không mà khổ vậy đó, không biết tại sao mà có đồ dân sư không, mới có hai tu đạo còn dở măng ha. Cái ngồi đây, cái cổ dố qua bên đây mà không dố, mà không thọ đó thì là không đúng với luật người Phật tử cúng dường là phải thọ, mà thọ như vậy là quá hắc tai thì là chết. Cái sư thọ như thường, sư thọ như thường vừa thọ xuống cấp bích, bỏ xuống cái dĩa, cái để xuống dưới bàn, thọ xong cấp bích rồi để xuống dĩa xuống bàn. Ngài Tân Thống, ông sư kia là sư phạm giới, tướng nó liền, nhà bạch ngài chỉ dạy con lưỡi luật thì con được chiêm ơn công đức của ngài. Đứng lên liền, nghiêm tĩnh liền, tại sao ông dám thọ cái vật thực của bà Phật tử đó cách ngoài một hắc tai? Dạ thưa không có, con gần gũi với bà rồi chứ đâu có xa. Tại sao ông gần gũi? Dạ cái chân con thọ qua. Đường tơ kẻ tóc chết chứ không, nắm được chưa? Chư tăng trên đây cảm thán, thò cái chân qua. Chúng ta phải biết khôn phải có khéo và tác ý hoàn chỉnh với trí tuệ, nắm bắt được liền niệm, lúc mà vừa đưa qua là niệm liền, niệm về giới, định về giới, và tuệ phải phán biết được cái hành động của ta đúng trong giới. Bắt trời ơi, ngồi xuống dùng cơm đi, và cảm ơn ngài, con đổi ơn ngài. Chư tăng như đi phải cẩn thận, đường tơ kẻ tóc, 5 năm y chỉ không được rồi khỏi thầy tế độ, y chỉ sư và yết ma, lúc nào cũng phải cẩn thận. Lúc đó chúng ta ra ngoài đường đó không phải dễ đâu, ở ngoài đường nó nhất là chúng ta ra, ta có 2 con mắt à, mà người ta có 1000 con mắt nhìn mình, chúng ta phải cẩn thận. Ta ra đường ta có 2 con mắt thôi, chứ ra đường đó người ta có 1000 con mắt nhìn mình, mà nhất là mình nó là khác thường hơn người ta nữa. Hiểu không? Và cẩn thận vô cùng cẩn thận, chết như không đó, thấy không? Mà nếu mà thầy hay là sư phụ gầy la mình mà chết trong đó cũng không quan ức, mà để Phật tử mà giết chết mình á, thiệt là quan ức vô cùng, vừa chết mình mà chết thầy của mình mang tiếng nữa. Hiểu không? Nhớ lò cái chân ra liền. Trời ơi, đó chứ. Phải cẩn thận. Thấy chưa? Chúng ta phải nắm bắt cho chữ ha. Nghe chưa? Nam mà, nghe chưa? Rồi chúng ta nằm xuống đó thì chúng ta nói đúng à. Nghe chưa? Cái giai đoạn thứ hai, nam mà, đúng à. Rồi tới giai đoạn mà nằm mà được rồi đó, chúng ta trở lại nằm à, đúng không? Rồi bắt đầu vậy, vô à, ra à, nghe chưa? Rồi bắt đầu ra vô à, chưa được ngủ, chưa có ngủ liền à, chưa ngủ, mình dám ngủ à nữa. Chưa có ngủ, mình dám ngủ à, nghe chưa? Nằm à, vô à, ra à, rồi mình nói đụng à, đụng trở lại. À, thí dụ như đụng cái lưng nè, đụng cái đầu vô cái gối nè, đụng cái bàn tọa dưới cái nệm nè, dưới cái mền nè, chúng ta phải niệm đụng à. Mà cái tâm niệm đụng à là phải biết cái tâm mình đụng cái đâu đó nha, chứ không mà đụng như cái máy á, đụng à mà theo không thấy đụng gì trên à, không có được. Dạ sư nghe.
Từ 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 cái đó qua từ từ. Dạ. 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 Ở trong luôn hả? Ở trong luôn không ra hả? Vậy là kẹt rồi. Dạ không, cái đó là lúc đó mình đụng đâu nằm đập đó. Chúng ta sẽ chỉ cho cái đụng đâu làm đó ha. Lúc mình xả ra đó, mình cũng điệp. Tại sao có nhiều người ta thích ngồi thiền, ở luôn trong thiền cũng có nữa. Thì cũng chúng ta sẽ đi tiếp cho nghe. Rồi chưa, chúng ta đi qua thần thọ, thọ tùy quán. Đúng không? Thì khi chúng ta đi qua cái phần mà thọ tùy quán này, đó là cái cách thức mà chúng ta đã làm xong cái phần mà gọi là thân rồi ha. Đúng chưa? Là phần thực hành đó đó. Chư Tăng cho nên nhớ ha. Đúng à, đúng à. Rồi sau đó tới một bước giai đoạn nữa đó là mình muốn ngủ đó. Mà chúng ta ngủ trong tỉnh thức á, chứ không phải ngủ trong cái trạng thái mê muội nha. Cái thức gần tới nó mệt quá rồi đó, nó muội lượt rồi đó. Thì Chư Tăng cho nên cũng gắng làm giùm sư một cái này nữa. Muốn à, muốn à, muốn à, muốn à, muốn. Rồi đi. Chưa? Nhớ nha. Chứ đừng có mà vừa thấy muốn ngủ cái cái là thua. Cái đó ngủ trong mê muội, nghe kịp không? Nghe chưa? Cho đó mình vẫn đụng à, vô à, ra à rồi đó. Rồi tới khi mà muốn quá rồi, muốn ngủ đó, thì mình nói một hai chữ đâu có mắc gì đâu. Muốn à, muốn à, muốn à. Đi, về gặp cha mẹ. Nghe không? Nghe chưa? Nắm được chưa? Rồi, qua cái thọ. Khi ta đứng à, khi ta đứng à, rồi cái ta vô à, ra à. Khi ta đứng à, vô à, khi ta đứng nè. Vô, đứng à, vô à. Cái thân mình có phỉ lạc không? Cái thân mình có phỉ lạc không? Nếu mà cái thân mình đang là an vui phỉ lạc đó, người ta nói, hỷ à, hỷ à. Người ta biết nhìn thấy mới hỷ. Nhưng mà đừng có lấy cái khăn ra nha. Vừa nó hỷ à, có lấy cái khăn ra nghe nguy lắm. Hiểu không? Mà đâu lo ghi chữ hỷ không à. Nghe chưa? Hỷ à, nghe chưa? Rồi, cứ khi mà ta đứng như vậy đó, cái ta đứng hoài như vậy đó, ha, ta đứng cái tâm ta hỷ lạc lên, cái tâm ta hỷ lạc đứng hỷ à, ha, đứng à, vô à, ra à, hỷ an lạc à, rồi bắt đầu mình cứ niệm như vậy, nghe chưa? Rồi nhưng mà nhỡ một buổi nào đó sáng mình ngủ không đủ, tới giờ phải đi kinh hành và ta kiện đánh lên rồi cái phải đi kinh hành, ra đứng như này, mình phải theo thiệt sự à, mình phải nhìn thật cho mình à, đứng à, đứng à. Vô à, ra à. Mệt quá à. Mệt quá à. Phải niệm. Cái đó là u thọ. Phải niệm à. Chứ mình không có được bỏ cái đó. Mình không có được dối. Mình tu cho mình mà. Chứ đâu phải mình tu cho người khác đâu. Do đó mình thấy khi mình ra mình đứng đó, cái hơi thở mình, có khi mình đi gấp quá để tới chỗ, cái chỗ mình đi thiền hành đó, ra chỗ tập trung đó mình đi thiền hành đó, cái mình đi vội quá cái ra đứng. Mệt quá à. Mệt à, mệt à. Mình phải niệm. Nệt cũng niệm luôn. Để mình nhìn thấy được pháp. Mình phải thấy pháp. Chứ đừng có đứng mình gán mình thở. Mình phải niệm. Không có bỏ một chi tiết gì hết. Không có bỏ một chi tiết gì hết. Nhớ à. Ví dụ ta đã mệt à, mệt à, mệt à. Thế nè. Rồi. Rồi. Khi đang đứng. Khi đang đứng. Mình sực nhớ ra. Hồi nãy chạy nhanh quá. Ra chỗ thiền hành. Mà quên khóa cửa. À lúc đó mình đang đứng nè. Đứng à, đứng à. Vô à, ra à. Phóng à, phóng à, phóng à. Cái tâm mình phóng trở về cái cửa. Quên đóng. Quên đóng. Cái này mình đấy. Phóng à, phóng à, phóng à. Nghe chưa? Hay mình đi ra. Mình muốn gặp người bạn của mình. Mà bạn mình chưa có tới. Cái mình nghĩ tới người bạn mình không biết giờ còn đâu. Không biết nó sống hay chết nữa nè.
Thấy không? Cái này nghĩ à, nghĩ à, nghĩ à. Phải chết à đâu. Nghe chưa? Chư Tăng Vinh Ni không có bỏ một cái gì ở trong cái đầu của mình, nghĩ cái gì, có cái gì trong đầu lúc đang đứng đó, phải niệm tên nó liền. Nghe chưa? Nhớ chưa? Tâm bắt lấy một cảnh, tâm không bắt hai cảnh. Tâm là ta vô cảnh nào là chúng ta có niệm trong cảnh đó, định ở trong cảnh đó, tuệ liễu tri trong cảnh đó, ta gọi là ta có quán. Còn nếu như tâm ta không có trong cảnh, mà tâm ta phóng trong cảnh, ta không có niệm trong cảnh, mà không có định trong cảnh, không có tuệ trong cảnh, là tâm ta đi quan du. Chúng ta bắt đủ thứ cảnh hết, thì lúc bây giờ đó là chúng ta mắc chánh niệm. Mà mắc chánh niệm á, thì chúng ta mắc đi cái sự thức tỉnh biết mình. Lúc đó chúng ta không biết ta đang làm gì. Một sát na thôi, hai sát na thôi, một chập tư tưởng thôi, hai chập tư tưởng thôi, chúng ta đã tạo ra một ý nghiệp liền. Ta tạo ra một tư tưởng liền, một ý nghiệp nó hiện bày lên liền. Mà cái đó đó là con đường đó, là đường luân hồi. Do đó đó, cứ mỗi một lần mà ta thu thúc thân ngữ ý ta lại, và chúng ta gom lại trong cái sự chánh niệm và tỉnh giác, điều khiển chính cái sự tu tập của mình đang có một cú kháo đó, là ta cắt bớt nghiệp, cắt bớt nghiệp, cắt bớt nghiệp. Chư Tăng trên đây phải hiểu cái đó. Ta tu là ta muốn cắt bớt nghiệp, ta tu là ta muốn giải thoát, không có tạo ra sự luân hồi nữa. Mà cứ như vậy đó là chúng ta mới lần lần ta mới ra được. Còn cứ chúng ta cứ để nó lên lan, nó để nó mênh mang, nó để cho nó liên tục lên chỗ này chỗ kia đó, thì chúng ta sẽ khổ lắm. Chúng ta không kiểm soát được nó đó, là thật sự là đáng sợ. Do đó đó, phút giây nào chúng ta cũng phải nghĩ tới đó. Mà nó vừa đi ra chụp bắt bỏ vô liền. Nó nghĩ à, trở vô lại. Vô à, ra à, ra à, vô à, ra à. Cho nó phóng à, phóng à, phóng à, vô à, ra à, vô hơi thở ra, hơi thở vô, trở vô liền. Đừng có cho nó đi. Nó đi được là nó sẽ tạo ra một cái thói quen của mình liền. Mà cái thói quen đó nó đã lặp lại cho mình bao nhiêu kiếp luân hồi rồi. Vậy chúng ta cũng không muốn lặp lại nữa. Cái đó đó là cái đó là lậu hoặc. Nó dễ dàng lắm. Khi ta đang nằm nè, khi ta đang nghe nằm nè, mà kẹn đánh tới rồi đó, kẹn đánh tới gì đó, là cái quan trọng nhất là mình là gì? Phải có chánh niệm từ nằm lên ngồi. Rồi từ lên ngồi á, phải phát triển lên từ cái đứng trong chánh niệm. Từ trong đứng rồi đó, chúng ta mới phát triển được cái đi trong chánh niệm, ra cái chỗ thiền hành, đứng tại đó một lần nữa. Chúng ta phải có cái đó. Nhưng mà tới khi mà kẹn đánh lên rồi, mình đang nằm, mình nghe đó, mình nói là nghe, nghe, nghe. Thấy không? Chứ tôi không bỏ qua nữa đó. Chứ không phải tôi từng nghe. Có nhiều người đó, có nhiều chư tăng chư ni nha. Sẽ nói, ủa sáng nay không thấy xuống ăn cơm. Dạ. Sáng tối ngủ được không? Dạ tối còn ngủ một chút thôi. Rồi sáng ngủ sáng có nghe đánh kẽn không? Dạ. Có nhiều chùa người ta không có đánh kẽn. Nhưng mà nó phát ra cho mỗi người hành giả, người vị thiền sinh đó, một cái đồng hồ alarm block báo chuông. Để chứ nhiều khi có những nơi người ta bị bệnh á, mà đánh kẽn nó làm quấy cho người ta tội, cho đó người ta báo cái đồng hồ chuông. Khi sư hỏi có nghe chuông đổ không? Dạ có. Rồi làm sao? Dạ còn đóng xuống ngủ lửa. Nó nhận vậy đó. Cái đó là lậu hoặc. Cái lậu hoặc đó, vừa nghe chuông mở reng vỡ tà lình, phúp, lậu hoặc. Do đó mình phải cẩn thận. Do đó nó vừa nghe là mình phải chánh niệm. Chánh niệm từ đó cho tới khi trở vào giấc ngủ lại, lúc ban đêm. Thì sáng thức dậy cho tới trở lại trong giấc ngủ trong ban đêm, luôn luôn là vậy. Cho dù vô rửa chén, ta cũng phải có chánh niệm nữa. Rửa chén, rửa, nghĩ à, phóng à, rửa, vẫn có như thường. Vẫn phải trong chánh niệm áp dụng như thường, chứ không phải là rửa chén là mình để mà nói hôm qua nghe được không, rồi chiều nay tính đi đâu không, rồi ha, bên đây tính sao, trời ơi. Dạ xin nghe. Dạ. Yeah. Dạ cũng nên.
Dạ cũng nên. Dạ. 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 Tại vì cái đó đó nó có hai cách. Niệm để mà động nó lên. Niệm để mà nó động lên. Hay là mình muốn nó không, mình không muốn không cho động nó lên. Thì chúng ta sẽ thấy hai cái này nó cắt nhau. Chúng ta như này biết không cho động là gì? Rồi im ru rồi. Không cho động là gì? Là chỉ an tịnh, tĩnh lặng. Còn cái này mình phải khuấy động nó lên để thấy được quán pháp. Do đó đó, nó hai phương pháp. Với những người mà đầu tiên á, thì họ làm sao cho cái tâm của họ động yên, yên tĩnh xuống, không cho động. Tên niệm khăng khích, niệm khăng khích, đừng có cho phóng tâm, đừng cho bị hung trầm, đừng cho bị tham cuốn lôi, không chỉ săn cuốn kéo, để cho cái tâm mình khăng khích, đó là niệm. Rồi an trú trong cái đề mục của ta là hơi thở, để cho tâm cho ta không còn động nữa. Hơi thở nó khăng khích. Và khi mà khăng khích như vậy, nó có hai hiện tượng. Mà nếu như mà định nó mạnh á, nó sanh hung trầm. Hai nữa, nó định mà mạnh quá đó, là sanh nó cái trạng thái mà theo dõi hơi thở của mình. Tại mình ngồi yên đó, khi mình ngồi yên đó mà mình không thấy cái gì mà nó vọng động lên rồi đó, thì cái tâm mình gớt vô trong cái chỉ liền, trong cái đó là thường là an tịnh rồi đó. Thì cái người hành giả lúc bây giờ, nếu như hành giả đang là rising and falling, mà đến giai đoạn mà hơi thở vô và ra, phòng và sọp nó không còn nữa đó, thì người hành giả phải biết sitting and touching, là phải biết ngồi và đụng, đụng à, ngồi à, đụng à, ngồi à. Để chi? Để cho nó pháp nó lên nữa. Cái đó gọi là quán. Như vậy thì khi người ta ngồi mà muốn không cho nó động lên, cho ta được an trú trong cái tĩnh lặng đó, ta được hưởng được cái chỉ định, chỉ trong trong định, định ở trong chỉ, chúng ta được hưởng cái này. Cái đó chúng ta giữ hoài tốt lắm, giữ hoài tốt lắm. Nhưng mà con đường mà chúng ta muốn động lên để chúng ta quán ra thì pháp, thì vô thường khổ đau vô ngã mình phải thấy. Vô thường vô đau vô ngã. Thì cái gì mà không thường là nó không yên. Cái gì mà không thường là không yên. Thường nó mới yên. Thường nó lặng, nó yên tĩnh. Còn cái không thường nó muốn quấy động lên. Cái tai của ta, hồi nãy ta ngồi thấy nó nhẹ, ta ngồi một hồi sẽ thấy tai nó đặng nặng lên. Tâm ta không động, tâm ta an trú, tâm không ăn động, tâm không có bị động, tâm ta an trú trong hơi thở tĩnh rồi đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải quán thấy được cái tai hồi nãy nó nhẹ, bây giờ nó nặng. Sắc pháp bắt đầu hoại, cái mình phải nhìn xuống đó. Vậy là lúc đó ta đang đưa tâm ra quán rồi, vẫn có cái niệm như thường, và cái tâm không động. Còn khi mà tâm ta động á, là chúng ta phóng dật, hôn trầm, hoài nghi, những cái truyền cái nó làm cho ta. Rồi lúc bây giờ đó, ta không có thấy được cái tai ta nặng nữa kìa. Cái đó là cái pháp môn cửa ngõ đầu tiên để bước vô con đường thiền quán. Chúng ta phải làm cho nó yên tĩnh ra đã. Rồi sau đó đó, cái đất rồi mình nhìn thấy tâm ta yên tĩnh rồi đó, thì dạng sự vật nó lên, dạng sự vật nó lên, từ thân tới tâm, từ sắc qua tới danh, thọ tưởng hành bắt đầu hiện ra. Cho đó lúc đó chúng ta nhìn vô đó sẽ thấy được thực tướng pháp của nó là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Cái đó là quán. Dạ xin nghe. Dạ. 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 Chú Phật tử mình không có theo cái niệm đó để mình giữ định tâm, là mình đi đúng cái thiền chỉ. Đi đúng thiền chỉ hoàn toàn đúng hết trơn đó. Nhưng mà tới cái thiền chỉ đó mà chúng ta đứng là đó thì uổng. Giống như bà La Môn Chanusuni à, đến với Đức Phật hỏi pháp. Đến với Đức Phật hỏi pháp trong kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Người thiền người tu sĩ vô trong rừng già có bị sợ hãi không? Đức Phật nói Như Lai vô trong rừng già tìm cầu giải thoát, cho Như Lai không đến trong rừng già tìm cầu sự sợ hãi, do đó không để tới sự sợ hãi. Cái đó một. Than Anh Chân Ý, bà La Môn Than Anh Chân Ý đến với đại đức Xá Lợi Phất, thỉnh đại đức Xá Lợi Phất tới nhà quốc cận tử lâm chung, muốn nghe đại đức Xá Lợi Phất nói một bài pháp thoại đem lợi lạc trước khi ngã đi, trước khi chết. Do đó đó thì đại đức Xá Lợi Phất tới nhà của bà La Môn Than Anh Chân Ý, hỏi này người kia, này người bà La Môn kia, Quan Hỷ muốn cho bằng đạo nói điều chi? Than Anh Chân Ý nói trước,
con chưa từng nghe biết gì các cõi trời sắc giới, dù sắc giới. Vì thỉnh thầy ngài, ngài cho con nghe về cái pháp thoại đó đi. Thì đại đức Sa La Phất triển khai liền pháp thoại đưa đến cho Thanh Anh Chánh Ý. Liễu tri con đường đến sắc giới, vô sắc giới, tầm tứ hỷ lạc chứ thống, an trú trong những đề mục đi tới của trời sắc giới của các vị phạm thiền. Thanh Anh Chánh Ý vừa nghe xong, an trú định tại đó, nhíp hơi thở ra đi. Thanh Anh Chánh Ý ra đi xong, để đức Sa La Phất trở về thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sáng nay con làm một việc mà con muốn trình thưa Đức Thế Tôn. Đức Phật nó chuyện chi? Con mới vừa tới nhà của Bà La Môn Thanh Anh Chánh Ý, cuối cùng của ông ta, nhà ông ta yêu cầu con đi con đường để đến cõi trời sắc giới của các vị phạm thiền. Thì Đức Phật nói, nếu gặp Như Lai, Như Lai không đưa Thanh Anh Chánh Ý lên cõi trời sắc giới, mà Như Lai sẽ đưa Thanh Anh Chánh Ý đến đạo quả Niết Bàn vậy thôi. Đó là hai con đường, bảy pháp. Chúng ta phải biết bảy pháp đáng kính của một bậc giáo thọ bổn sư. Bảy pháp đúng là một vị giáo thọ, chúng ta phải có bảy pháp. Thứ nhất là khả kính, khả kính là bậc đáng kính trọng. Cái thứ hai là khả ái, bậc đáng yêu thương, đáng yêu thương. Thứ ba là bậc đáng được tán thán ca ngợi, là bậc đáng được tán thán ca ngợi. Thứ tư, siêng năng dạy dỗ, siêng năng dạy dỗ là thứ tư. Thứ năm là nhẫn nại, nhẫn nại trước những lời chỉ trích của người học trò, nhẫn nại trước những lời phê phán chỉ trích của người học trò là thứ năm. Thứ sáu, chỉ nói những pháp cao thượng, chỉ nói những pháp cao thượng, chỉ nói những pháp cao thượng cao siêu đưa cho học trò lợi ích. Và thứ bảy là ngăn chặn không cho người học trò làm những điều gì không lợi ích. Bảy pháp đó được gọi là bậc giáo thọ khả kính. Khả kính ở đây là bậc đáng được kính trọng. Là cái gì? Bậc khả kính ở đây, bậc giáo thọ, không ngoài vấn đề mà tài và đức, mà còn phải có đức hạnh khiêm cung, phải có đức hạnh là khiêm tốn, nhún mình hạ mình. Và đó là bậc đáng được khả kính. Bậc đức khái là bậc đáng được gọi là yêu thương, là cái người thầy giáo thọ đó luôn luôn an trú trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, đáng được là khả ái. Còn bậc được đáng tán thán là bậc được mọi người trong giới cùng chư tăng với nhau yêu thương mến mộ và tán thán ca ngợi về tài và đức của vị đó, nên gọi là bậc tán thán. Thứ tư là bậc siêng năng dạy dỗ không ngừng, lúc nào cũng gần gũi với hàng học trò để mà dạy dỗ nâng cao người học trò lên cái giá trị. Thứ năm, nhẫn nại trước những lời chê và chỉ trích của người học trò nếu như chưa vừa lòng. Có khi ta dạy mà nó sẽ trở thành là giáo đa thành quán. Do đó người thầy phải biết pháp nhẫn nại để lắng nghe những lời mà chê, chỉ trích không vừa lòng của người học trò, mà phải tiếp tục hướng dẫn cho người học trò trên con đường pháp cao thượng và ngăn chặn dứt khoát không cho người học trò đi vào con đường không tìm cầu sự lợi ích. Cái đó là bảy pháp đáng kính của bậc giáo thọ. Khi ta làm một vị giáo thọ, chư tăng chư ni cũng vậy, cũng như Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Ngài muốn là Thanh Anh Chánh Ý phải giải thoát, chứ Ngài không muốn cho Thanh Anh Chánh Ý phải về các cung trời sắc giới, vô sắc giới, để còn phải bị tục sanh hết khi hết tuổi thọ của phạm thiền. Do đó thì chúng ta đi vật pháp này cũng vậy. Khi chúng ta đi tới cái trạng thái mà được không còn động, là tâm ta như bất tịnh, không có bị phát động lên. Bây giờ giữa chúng ta trạng thái mà phồn hoa đô hội ồn ào, tâm ta không động, nhưng mà ta cũng vẫn phải có cái chánh niệm để thấy rằng cái sự không yên của cái thân người ta đang có, không yên của cái trạng thái sanh diệt của tâm ta đang có, trong thọ tưởng hành thức của tâm quán thấy ra đời điều đó, ta vẫn phải đi lên con đường là gì? Cao siêu và phải được giải thoát. Và sư cũng muốn cho tất cả mọi người là phải gì? Đến trạng thái không động chưa phải là giải thoát, phải đến con đường giải thoát nữa là cần phải kiếp đức tội. Dạ sư nghe. Dạ được ông ngồi đi, được đứng lên té à. Đứng lên té được. Dạ được. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, kính bạch đại chúng. Là trong kinh á có câu nói rằng y kinh mà giải thích, tức là giải cái nghĩa của cái lời kinh nó nói đại ý là nói cái gì, giải điều gì, tức là tam thế Phật oan.
còn mà lìa, tức là ly kinh mà giải thích thì đồng với cái thuyết của loài ma. Thì như vậy thì thưa Bạch Sư là nhờ Sư giải thích và dạy dỗ. Cũng như có một vị thầy nói rằng, đây là tôi nghe thôi, dạ, giữ giới tức là phạm giới, mà phạm giới tức là giữ giới. Dạ, A Di Đà Phật, thưa tôi cảm ơn Sư. Dạ, phạm giới tức là không có giới. Tỳ lô ca gia na, chúng ta thường hay dên từ mà tỳ lô giá na đó, là nếu mà ta đọc thấy thường mà buổi sáng ta nghe là tỳ lô giá na đó, ta là tỳ lô ca gia na là bậc hướng dẫn hay là bậc độ chúng sanh trong tam giới, gọi là tỳ lô ca gia na, tức là Đức Phật. Tức là chúng ta đọc cái tiếng Việt Nam là theo cái âm của người qua đó, tỳ lô giá na. Tỳ lô ca là tam giới, gia na là độ đưa đến cho người ta thoát khỏi đau khổ, là tỳ lô giá na, là tỳ lô ca gia na. Chúng ta nhớ như vậy đó. Rồi, như vậy thì khi chúng ta nói tới vấn đề mà như vậy, ô mình ắng vừa nói là chúng ta nói vấn đề có giới và không có giới, là chúng ta phải nói trong cái vấn đề gì? Hướng tới con đường mà chúng ta cần phải giải thoát. Tại vì giới nó có hai loại giới. Cái giới mà thông thường và giới ba la mật. Tại giới mà giới thông thường đó là chúng ta còn sanh trở lại người và trời. Ngũ giới bất trì triệt lộ nhân thiên. Ta không giữ trì giới mà ta không giữ đó. Trì giới mà ta không giữ thì tại vì bị trì giới là không giữ thì bị trời dí. Phải không nè? Nhưng mà cái giới đó là chúng ta chỉ giới giữ trong cái nhân và thiên. Còn cái giới ba la mật là cái giới chúng ta muốn giữ giới để chúng ta phải giải thoát. Thì cũng vậy, khi ta ngồi thiền, khi ta giữ tới cái trạng thái tâm không động, ta giữ cái trạng thái không động đó, thế thì ta đang chấp giữ trong đó cho ta chưa có giải thoát. Hiểu không? Chứ tăng như này phải không? Tôi buông bỏ hết tất cả rồi, tôi không có giữ cái gì hết đó. Tôi giữ cái tâm tôi được ăn vui thôi, cái đó chưa buông. Tại đang giữ cái tâm ăn vui, chưa giải thoát. Giải thoát là phải ra đi, chứ còn không có giữ cái gì hết đó. Ngay cả sự an vui của tâm hồn của ta đang có nữa đó, nó còn sanh diệt. Bữa nay ta giữ được, ngày mai nó khác, mốt nó khác nữa. Nhưng ta cứ giữ hoài sao được? Mà mỗi ngày ta cứ có, ta có giữ mãi không được. Chứ Tăng Vinh Ni có thấy này, có một vị tỳ khu có được người Phật tử cúng dường cho một bộ y mới, mà ông ta cưng cái bộ y mới đó lắm, ông ta thương lắm. Mỗi ngày ông ta ra, ông ta có ngó cái bộ y nó gần cái, ông ta cắt lại, không dám mặc cái y đó. Thì cứ mỗi ngày vậy đó, một hôm ông ta chết, thì ông ta làm cái gì? Ta gớt vào trong cái y đó thành con rặn, nằm trong cái đó. Nên khi mà luật á, là khi mà một vị tỳ khu mà chết rồi đó thì phải đóng cửa phòng cái bị đó lại 7 ngày, luật á, luật của Đức Phật cho phải đóng cửa phòng lại 7 ngày. Thì từ đó đó niêm phong cái phòng đó lại và Chư Tăng không được vô. 7 ngày sau tới ngày thứ 8 bắt đầu mở cửa ra, những đồ của vị sư đó nếu giữ thì giữ làm kỷ niệm, còn không là phát chia hết cho Chư Tăng, không có giữ một cái gì cả. Thì Chư Tăng mới đem câu chuyện đó lên hỏi Đức Phật: Bạch Đức Tôn, vì sao mà Đức Thế Tôn bảo chúng con phải đóng cửa phòng ông sư đó lại mà không cho được lấy ra, không được mở cửa ra? Thì Đức Phật mới nói chứ, qua 7 ngày đi rồi như là cho chư tỳ kheo biết. Thì qua ngày thứ 8 bắt đầu khui cửa phòng ra, thì đóng ra, thì Đức Phật nói đem cái bộ y mới là đây cho Như Lai chỉ cho. Thì bắt cả tất cả các chư tăng đem cái bộ y lại mở ra, có con rặn nằm trong đó. Nếu như mà mở ra liền, ông ta vừa chết mà mở liền đó, mà đắp lên đó, con rặn nó chích trong cái này, nó tạo ra nghiệp và nó có máu, nó còn sự sống. Chính đó nó không được, 7 ngày nó không có máu, nó đói, nó chết, mở ra giải thoát nó rồi. Đó là luật. Vậy thì muốn một vị tỳ khu thôi, tu hành tính chắn, giới luật trong sạch, nhưng mà chỉ dính vô một cái y thôi đó, mà tục sanh trở lại làm súc sanh rồi đó. Tức súc sanh gớt xuống cái cõi người, phải không nè? Bốn khổ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, tô la, súc sanh. Chúng ta ở trong góc độ mà súc sanh nó khó cho là làm người lắm. Do đó đó, chúng ta phải cẩn thận, từng một phút giây. Ta giữ cái tâm không động,
giữ tâm không động, hoàn toàn an trú trong đó, ta vui. Nhưng mà chúng ta còn phải lo là gì sao? Ta không biết ta giữ cái này bao nhiêu lâu, hồi ta giải thoát được cho rồi. Thì trong lúc mà ta dặn thái tâm không động đó, ta tiếp tục quan sát tiếp là cái gì? Sự sanh diệt của cái tâm ta. Cô tâm ta còn giữ cái trạng thái đó không? Ta tiếp tục quan sát tiếp tục về cái sắc thân của ta. Nếu tâm của ta yên, không còn nhức, không còn tê, không mổ đau, đó là tâm đang tới trạng thái phỉ lạc của thất giác chi. Sư sẽ đi tới cái phần này cho chư tăng ni và quý Phật tử nghe cái phần thân tinh giác chi. Cái phần đó gọi là khinh an giác chi. Tới khinh an giác chi xong rồi đó, nó đi qua tới cái trạng cái búp qua cái định giác chi. Qua cái định giác chi trạng thái ta yên tĩnh rồi đó, thì lúc bây giờ đó phải qua cái phần đó là gì? Xả giác chi để mà đi ra nữa.